Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi ngày 27 tháng 3 năm 2024. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi hiện nay đang vào mức cao nhất trong vòng một năm qua. Với mức giá phổ biến ở cả thị trường miền Bắc, miền Trung và các tỉnh ở khu vực phía Nam giao quanh từ 58 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương. Với mức giá như hiện tại, người chăn nuôi yên tâm sản xuất và đầu tư tái đàn. Thêm một điểm tích cực nữa là giá heo hơi ngoài thị trường tự do cũng tương đương với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn hiện nay. Và giá heo hơi của Việt Nam đang cao hơn từ 8 cho đến 10.000 đồng so với thị trường Trung Quốc. Thị trường heo hơi tăng mạnh trong thời gian gần đây, một phần do các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát heo nhập lậu qua biên giới. Bên cạnh đó, nguồn cung heo nội địa cũng cục bộ giảm dần. Vì cuối năm ngoái, giá heo hơi thấp cũng như dịch bệnh khiến cho người chăn nuôi xuất chuồng sớm. Phải kể đến các địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Thái Bình, Hưng Yên hay một số địa phương như Bắc Giang phổ biến mức giá từ 61 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cao nhất cũng đã cán mốc 62.000 đồng. Khu vực Tuyên Quang, Hà Nội, Ninh Bình cũng ở mức 60 cho đến 61.000 đồng. Khu vực miền Trung cũng có xu hướng tăng mạnh trong ngày hôm nay. Nhiều địa phương đã đạt mức giá 58 cho đến 61.000 đồng. Phải kể đến các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, hai địa phương này trong ngày hôm nay tăng từ 1 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng địa phương. Khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng tăng nhẹ từ 1 cho đến 2.000 đồng, nhiều nơi báo giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Không chỉ vậy, các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng có xuống phục hồi rõ rệt hơn, nhiều nơi báo giá 55 cho đến 60.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Thường những đàn heo đẹp ở các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Phải kể đến các địa phương có mức giá cao như Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có mức giá 57 cho đến 58.000 đồng ở nhiều địa phương. Thậm chí ghi nhận trong ngày hôm nay, Đắk Lắk và Lâm Đồng, dòng heo bán chọn nhỏ lẻ cho lái một địa phương, các thương lái đã bắt với mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg, mức giá cao nhất từ đầu năm cho đến nay, thậm chí cao hơn cả so với dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Thị trường miền Nam cũng tăng nhanh, trong khoảng một năm qua, đây là phiên tăng giá trên diện rộng nhất. Ngoài việc tăng giá trần lên mức 62.000 đồng trên 1 kg, thì ở thị trường miền Nam hiện nay giao quanh mức giá 58 cho đến 62.000 đồng. Ghi nhận Bến Tre trong ngày hôm nay tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg. Các khu vực An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu hay đối với Trà Vinh tăng nhẹ thêm 1.000 đồng trên 1 kg và phổ biến mức giá 60 cho đến 61.000 đồng. Khu vực miền Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng. Khu vực Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh là những khu vực có mức giá cao ở khu vực miền Đông Nam Bộ hiện nay. Và chi tiết theo ghi nhận giá heo được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như khu vực Đan Phượng 60.000 đồng, Ba Vì trong ngày hôm nay bán chọn lên đến 61.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên có mức giá 58 cho đến 62.000 đồng. Khu Khoái Châu của Hưng Yên bán chọn nhỏ lẻ cho lái một địa phương các hộ chăn nuôi báo giá 61 cho đến 62.000 đồng trong ngày hôm nay rồi. Thậm chí Thái Bình còn có mức giá đỉnh hơn từ 59 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương phổ biến mức giá từ 58 cho đến 62.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay cũng đã cán mốc từ 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Bắc Ninh có mức giá 60 cho đến 62.000 đồng. Quảng Ninh phổ biến mức giá 59 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá 60 cho đến 61.000 đồng. Nam Định phổ biến mức giá từ 58 cho đến 62.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Ý Yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay đã cán mốc 61.000 đồng. Khu vực Hải Hậu có mức giá 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg.
Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 58 cho đến 62.000 đồng và địa phương này tiếp tục có xu hướng tăng. Một số địa phương ở khu Trung Du có đàn heo lớn như khu Thái Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá 59 cho đến 62.000 đồng. Những đàn heo đẹp khu vực Đại Từ của Thái Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 60 cho đến 62.000 đồng. Phú Thọ 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực Cẩm Khê của Phú Thọ trong ngày hôm nay có mức giá 60.000 đồng. Thanh Sơn, Thanh Thủy 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg khi địa phương này tăng đến 2.000 đồng so với ngày hôm qua. Vĩnh Phúc 59 cho đến 62.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng ở mức 59 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Quanh khu vực Lục Nam của Bắc Giang có mức giá 60 cho đến 61.000 đồng. Bên cạnh đó, Cao Bằng có mức giá 58 cho đến 62.000 đồng. Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Văn Quan của Lạng Sơn trong ngày hôm nay báo giá 60.000 đồng. Tuyên Quang có mức giá 57 cho đến 61.000 đồng. Khu vực Hàm Yên của Tuyên Quang trong ngày hôm nay báo giá bình quân 59.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 61.000 đồng trong ngày hôm nay. Khu vực Lục Yên của Yên Bái có mức giá 61.000 đồng. Tuy nhiên khu vực Nghĩa Lộ có mức giá rộng hơn từ 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai có mức giá 59 cho đến 60.000 đồng. Lai Châu 60 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên trong ngày hôm nay có mức giá nhỉnh hơn từ 59 cho đến 63.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá quanh khu vực Nậm Pồ của Điện Biên phổ biến mức giá 61 cho đến 63.000 đồng. Sơn La 58 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Sông Mã và Sóc Cộp trong ngày hôm nay giao quanh mức giá 60.000 đồng. Khu vực Mai Sơn của Sơn La, một số hộ chăn nuôi báo giá 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn có mức giá giao động từ 58 cho đến 61.000 đồng. Bên cạnh đó, đối với khu vực Hòa Bình, phổ biến mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận khu vực Lạc Thủy của Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá 59.000 đồng. Không chỉ tăng ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc mà trong ngày hôm nay, khu vực miền Trung cũng có xu hướng tăng. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong ngày hôm nay báo giá giao động từ 57 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Thạch Thành trong ngày hôm nay báo giá 59 cho đến 60.000 đồng. Cẩm Thủy cũng có mức giá tương tự. Thậm chí một số huyện ở khu vực đồng bằng như Quảng Sương, Tĩnh Gia báo giá lên đến 61.000 đồng đối với heo ba máu loại 1. Nghệ An có mức giá từ 57 cho đến 60.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay giao quanh mức giá từ 58 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 57 cho đến 58.000 đồng. Khu Quảng Trị có mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự. Cao hơn một chút có Đà Nẵng và Quảng Nam. Trong ngày hôm nay hai địa phương này phổ biến từ 57 cho đến 60.000 đồng. Quảng Ngãi 58.000 đồng trên 1 kg là mức giá bình quân ở địa phương này. Bình Định 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa giao động mức giá 56 cho đến 59.000 đồng. Trong khi đó, Ninh Thuận có mức giá 59.000 đồng trên 1 kg. Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng đã cán mốc 60 cho đến 61.000 đồng đối với heo trọn dòng siêu ba máu. Tuy nhiên dòng áp siêu ở một số nơi chỉ báo giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các địa phương ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao, Lâm Đồng từ 58 cho đến 61.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông 56 cho đến 59.000 đồng. Gia Lai trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Kon Tum có mức giá từ 56 cho đến 59.000 đồng. Thị trường miền Nam tiếp tục có xu hướng tăng, không phải bây giờ mới tăng mà ngay như tuần vừa qua cũng đã phục hồi rõ rệt ở khu vực này. Ghi nhận Đồng Nai có mức giá 59 cho đến 61.000 đồng. Khu vực Vĩnh Cửu của Đồng Nai trong ngày hôm nay báo giá cao nhất là 61.000 đồng trên 1 kg. Quanh thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 60.000 đồng. Bình Dương 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg đối với heo đẹp. Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng báo giá 58 cho đến 60.000 đồng. Bình Phước 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Bà Rịa Vũng Tàu nhiều nơi báo giá 59 cho đến 61.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang 60.000 đồng trên 1 kg khi địa phương này tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng. Bến Tre 61.000 đồng trên 1 kg là cao nhất. Long An 60 cho đến 61.000 đồng.
Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 61.000 đồng trên 1 kg. An Giang tăng nhẹ thêm 1.000 đồng và ở mức 60.000 đồng. Vĩnh Long trong ngày hôm nay có mức giá cao, dao động từ 60 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh 60.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay cũng đã chạm mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu tăng nhẹ thêm 1.000 đồng và ở mức 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau 60.000 đồng. Khu vực Kiên Giang từ 59 cho đến 61.000 đồng. Trong khi đó, địa phương Cần Thơ và Hậu Giang phổ biến mức giá 60.000 đồng trong ngày hôm nay. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.